Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với lại gameplay 365. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với lại game Pokemon. Thì các bạn đã thấy thì người nhận con Pokemon của mình đang dạo chơi ở khu vực sánh nhiệm vụ. Con cháu không thả cảm tức là và đã nhận được cái nhiệm vụ hoàn thành đây. Nhận tiếp này. Ok, mở màn cho cái video này thì mình sẽ tích tiêu chiến. Ok, nhận này. Mình chưa tiêu chiến thêm nhưng mà mở màn cho cái video này mình sẽ vào phần chiêu mộ và tiếp tục chiêu mộ 10 trẻ xem là sẽ nhận được cái Pokemon SSR nào nhé mọi người nhé. Tích nào xem là được mấy Pokemon SSR nào. Hình như là một thôi, mình chỉ được một thôi. SSR gì đấy ạ? Ba gần tăng công, cách đi thêm và chặn thương ở vị trí tấn công, phủ rất là cao luôn. Ok, SSR. Ok, 1800 kim cương, hiện tại mình đang có 2580 kim cương, mà mình sẽ không chơi mộ tiếp mà chỉ đơn tiện đã nhận là thêm Pokemon SSR mình sẽ vào để bồi dưỡng lên. Ok, SSR 409 đẳng cấp tăng lên như dòng rồi luôn. Ok, tăng tiếp hết kẹo rồi, không còn kẹo tăng tiếp bây giờ nữa. Đeo ngay không có gì để đeo, kỹ năng cũng hết điểm kỹ năng rồi, tăng bậc không có được gì tăng bậc rồi. Ok, phần điểm tính mình đã kích hoạt được thêm mấy con Pokemon này. Ok, đây là con Pokemon độc này, mình đã sưu tầm được gần như là tất cả Pokemon. Nếu chỉ có mở thẻ thì sẽ rất là nhanh, mình mở hết cái hàng dòng này. Ok, và tiên. Ok, tiên dòng tiên có đủ luôn, tiên thần. Ok, hơn 100 Pokemon luôn. Tiến lại nhiệm vụ. Ok, sẽ vào thám hiểm và tiếp tục. Thành phố tiếp theo của chúng ta là thành phố Hanada. Thành phố này thì còn đến tận 60 sao thôi, chúng ta có 20 trận để chúng ta khiêu chiến. Ok, trận đầu tiên vào sắp xếp lại đội hình nhé mọi người nha. Sắp xếp lại đội hình này. Ok, sắp xếp lại đội hình của chúng ta. Cho cô ngon tím này nha, gọi em tím nó vào này. 3.000, 5.000 vào. Tất cả 2, 4, 6, 6 SS vào. Ok, xuống luôn. Ít một thôi, nó đã nhanh. Ok, một đứa đã đi. Pokemon điện, kinh điện, lửa, nước, cây. Đấy, nước, dòng, dòng xanh là nước. Đây là cây. Cây độc. Bạn này cũng là lửa. Mới đi vào 11 nên là cái pin hơi yếu. Ok, pin của đại bàng là người đó. Trời, kinh điện. Dòng nước tiếp một vô điện luôn. Ok, đã chiến thắng. Hải sau luôn. Tiêu chiến luôn. Gần Pokemon thì đã ăn một kim nữa chết rồi. Mỗi trận đấu sẽ qua 20 hiệp. Hiện tại đang là hiệp 1. Chúng ta nhìn rất nhiều Pokemon thú vị. Bên kia các bạn đã có 2 con Pokemon Kim, 2 con Pokemon Z. Ok, hệ nữa, bạn các bạn này chơi hệ nữa.
bạn này đất rất khó. Đây là phượng hoàng nữa. Ok, kinh điện dòng nước. Tiếp tục vào thành phố Hanada. Chúng ta đã mở được ải khóa nhé, ải khóa khóa thì bắt đầu bằng thị trấn Masara. Chưa mở thì trận mây nó sẽ chưa tan hết, nhưng mà mình sẽ đang đánh ải trường thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh thành phố Hanada. Khi xong ải trường thì chúng ta sẽ quay lại đánh ải khóa sau. Ok, tiếp tục thành phố Hanada thứ ba. Ok, tiếp tục khai chiến. Đi vào 21 rồi, sát với lại những Pokemon của mình. Pokemon của mình có những bạn vẫn còn đi vào 14 như 17, chưa đủ kẹo để tăng đi vào. Chúng ta phải mua thêm kẹo tăng đi vào cho những em Pokemon này. Ok, phượng hoàng nữa, cung trưởng kim cuối cùng của phượng hoàng nữa. Trời, kim bắn dã man chết luôn. Các em Pokemon mình đã tiếp tục ở sau luôn. Mình nào thông phá tan cái thành phố này thì chúng ta sẽ quay ra chúng ta đi vào cho các Pokemon của chúng ta sau. Ok, trận chiến này thấy toàn một em cá ngựa ở đường giữa, hai em cổ nong hai bên. Ở đằng sau giống như là ba em Pokemon san hô. Ok, một em cũng mong vẫn đây. Ok, vượt qua ải mình đã lên cấp 25 nha, tiếp tục đánh lên ải sau luôn. Ải 4/4 thành phố Harasa. Nát nữa sau khi đánh xong thông qua cái ải này thì chúng ta sẽ quay ra up đi vào cho các Pokemon của chúng ta nhé. Tại vì hiện tại đi vào các Pokemon đang khá là thấp. Những em Pokemon mới có đi vào 10/11. Chúng ta sẽ dùng kim cương để mua kẹo up đi vào. Ok, kim của những Pokemon chúng ta rất hay.
ta đang đánh với lại những con Pokemon cấp 22. Cái bố này, bố có rồng xanh phượng hoàng nữa, chim điện ấy, rồng phượng hoàng nữa bố ấy. Được chưa? Bố có rồng xanh này, chim điện này, chim điện đấy, rồng xanh này, mạnh không, sấm sét luôn đấy, còn em cây này. Ok, tiếp tục đến ải sau thành phố Halada. Trận thứ 5. Trận này thành phố này sẽ có 60 sao. 60 sao thì chắc phải rơi lên tầm 20 trận thì hết cái thành phố này. Chúng ta vẫn đang đấu với lại đội quân Pokemon và 22. Có cả khí đang đấm bốc. Đấy, nó còn khí đang đấm bốc dòng xanh. Tiếp theo thành phố Hanada trận thứ 7. Ok, ta đều đấu với lại Pokemon đi vào hai mươi mấy rồi, 23 rồi. Để chúng ta đã đánh vượt cấp của các Pokemon của chúng ta. Pokemon chúng ta cao nhất với up cấp 22. Lát nữa sau khi không vượt qua cái chương 4 này thì gian sẽ up đi vào cho các Pokemon mới này. Thế là Pokemon ở giữa âm tôi rất nhiều máu. Ui, gần chết rồi. Sát thương 4.900 sợ chưa? Sợ là không chết. Nhập 3/20 rồi. Thôi, em ấy đã ra đi. Ui, nó cháy. Hai sao trở về căn cứ rồi. Ok,
hả? 22, 17, 11, 11 tăng cấp cho Mi và 11 tăng cấp. Mi và 11 tăng cấp, tăng lên Mi và 20 luôn. Ok, con này tăng lên Mi và 20 luôn. Tập 1. Rồi cốt cho mà có cái đó nhỉ? Cốt kẹo nhỉ? Tăng thêm tiền. Đúng vậy. Đúng vậy. Cúc mua tiếp. Mua tiếp. Tăng cấp lên. Ba ba. Tăng cấp tiếp. Hết rồi. Đã được 25 luôn. Ok. Rồi dưỡng. Không có trang sức để đeo. Kỹ năng đang bậc không có. Ok, tàn quét, ok, tàn quét, ok. Mình sẽ tàn quét để tăng bậc cho các bạn này. Tăng, tăng lực tiến lên, 4k9. Các bạn này cho là lực tiến 10k để nào ra vậy. Tại vì có trang sức à? Trường hóa 10 lần. Còn 1.951.000 vàng nữa. Nhận luôn. Tích hợp cái gì đâu. Nhận quà nhiệm vụ này. Nhiệm vụ tiêu chiến này. Và nhận ngay 100 đá Pokemon này. Và Pokemon này đang cần bồi dưỡng này. Chưa mở khóa. Đi kiếm hành trình vô tận, nhận trang sức, ok. Rồi, sẽ vào hành trình vô tận nhé. Hành trình vô tận này, và thám hiểm này. Hành trình vô tận này. Tài cấp, tài lại mất 100 kim cương. Ok. Tài cấp.
tinh hoa sặc sỡ, dùng vật liệu trang sức tím. Ok. Trong túi mình hiện đang có túi bánh Pokemon SSR. Mình sẽ dùng mắt luôn, nhận được các mảnh luôn. Khi ra để tăng thể lực mình thì ăn rút thôi. Dùng để đẹp khá trang sức. Đột phá đang khóa trang sức cam và đỏ. Để được đột phá, ok. Đây mới là nam và đột phương. Chưa có cam với đỏ. Đây là nam và đột phương. Ba trăm và nhiệm vụ hoàn thành rồi. Ok. Cái tung ngọc đức không còn cách nào để tăng chỉ số Pokemon lên. Trở tay và thu thập 50 kim cương. Ok, vẫn thấy có dấu tâm cảm mà chúng ta vẫn có thể làm gì. Đây chúng ta đã là ở hoàn hảo rồi, tăng sao không thể tăng được nữa rồi, chưa có thêm tái sinh. Không có sinh và chiến tiếp 20/60 đánh lại cái ai này. Ok, tiến luôn. Xem là giờ còn bị thua nữa không à. Ây, mất nhiều máu quá ta. Một em đi. Còn mấy con cũng mong nó đớp. Sẵn chúng ta. Em Pokemon cá ngựa này thì thổi bong bóng. Bên này em chuẩn bị ra skin bá đạo luôn. Sức sát thương là 5800. Thế mà không được gì. Quá sâu quá. Ngon nữa, kết liễu. Kết liễu ơi. Ok, đã xong. 5-3 sao. Chuyển sang ái sau luôn. Sao chiến
con phượng hoàng nữa vào đầu. Đánh hai chiêu liên tục lên. Ok. Ra skin. Đánh còn yếu nhất. Bá thẻ. Bá thẻ. Tổng sát thương 6k5. Tiếp tục ái sau 3 sao rồi. Thành phố Hanada. Nay có thông qua được thành phố này không? Thông qua thành phố này không? Qua bạn ai chiếm? Ai chiếm? Lại được đánh trước à? Ok, ái tiếp theo của thành phố Hanada, ái chương 10, chương 4 ái 10. Chương này có tận 20 ái cơ, và tiếp theo chúng ta đã đánh đến level 24 rồi. Ok, Pokemon level 24, khá là cân tài cân sức. Không còn chênh lệch nhau quá về sức mạnh, nên sẽ rất là... giằng co. Cái trận giằng co khi mà cái tên này lập ra sẽ kiếm liên tục nó bị rối loạn. Một em đã đi. Nó lại tăng máu luôn vậy. Ok, không chết. Ok, còn 3 tên nữa. Ok, đã đai rồi. Ghê gớm thật. Trời ơi, quả cầu nữa. Điện. Kim điện. Wow, quả cầu điện. Còn chết rồi. Bye bye. Ok, đã thông quan. À, có bản mới vật liệu và cái gì vĩnh viễn. Ok, được. Ok, chúng ta đã mở lên đi vào 26 và mở có bản vật liệu. Thì qua xem có bản vật liệu nha. Có bản vật liệu. Giá tăng quét vàng. Ok, chơi kiếm. Chơi kiếm luôn. Đi vào 20. Ok, khá ổn.
thế nhỉ. Ok, bậc 1 của cơ bản vàng chúng ta thu được 240k mà. Khá là nhiều. 240k. Khi đạt level 30 chúng ta sẽ là mở được bậc 2 và 40 là bậc 3 nhé. Max hiện tại đang là level 100. Nếu mà các bạn nạp thẻ và mua đặc quyền VIP thì các bạn sẽ được nhận gấp đôi với số tài nguyên mà các bạn thì mà người bình thường cũng nhận được. Ấn bậc tàn quét thì chúng ta sẽ có 3 người tàn quét và sẽ nhận được những số vàng như vậy. EIP này, chúng ta sẽ chơi xuống EIP, có bản EIP. Ừ, giới thiệu đi. Ta sẽ vào có bản EIP rồi bóng tối bao trùm đi vào 20 các bạn nhé. Pokemon của đối thủ đang đi vào 20 rồi, trông rất dễ thương mà vẫn phải chiến đấu để chúng ta có thể vượt qua cả hai năm. Không phải thế, chắc khá hồng như vậy đỏ hồng 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 đỏ hồng 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 hồng